Vương Hạc Đệ, Thương Lan Quyết bỏ bê học hành vì chơi bóng rổ là lưu manh có cả đàn em tháp tùng. Vương Hạc Đệ đang là sao nam được quan tâm nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ sau Thương Lan Quyết. Rất nhiều hình ảnh cũng như câu chuyện trong quá khứ của nam diễn viên được netizen khui ra vô cùng nhiệt tình. Mới đây, một người bạn học cấp 2 của Vương Hạc Đệ đã tiết lộ quá khứ lưu manh của nam diễn viên. Được biết, ngày đi học, Mỹ Nam 9X rất yêu thích bóng rổ, đến nỗi anh chàng bỏ bê cả việc học để quyết tâm theo đuổi môn thể thao này. Việc học hành chỉnh mảng của Vương Hạc Đệ khiến bố mẹ không khỏi lo lắng và phiền lòng trong một thời gian dài. Không chỉ vậy, Vương Hạc Đệ còn từng đứng ra bênh vực một bạn nữ bị bắt nạt trong lớp. Mặc dù là học sinh cá biệt, nhưng nam diễn viên rất cool ngầu, trượng nghĩa, nhiều anh em bạn bè, thành tích không tốt nhưng lên lớp chỉ nằm ngủ, không làm ảnh hưởng đến xung quanh. Một người hâm mộ khác cũng chia sẻ hình ảnh Vương Hạc Đệ cùng mẹ đi xe buýt từ năm 2017 mà mình vô tình chụp được. Do xe đông đúc chật chội nên nam diễn viên đã đẩy mẹ vào đứng trong vòng tay mình. Lúc đi lên cầu thang, cũng vòng ra sau ôm ngang lưng mẹ. Netizen cảm thán quả thực Vương Hạc Đệ hệt như hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết, tuy lưu manh, ương bướng nhưng tốt bụng và rất hiếu thảo. Có thể nói thành công của bộ phim Thương Lan Quyết giúp Vương Hạc Đệ bước vào hàng ngũ nghệ sĩ được truyền thông và khán giả quan tâm nhất tại Trung Quốc hiện nay. Cụ thể, theo cuộc thăm dò của trang Sina hiện nay, bộ phim Thương Lan Quyết là tác phẩm truyền hình nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Phim thủ lĩnh top đầu chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo trong thời gian phát sóng. Thành tích vang dội của phim giúp nam chính Vương Hạc Đệ từ nghệ sĩ lận đận mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. Trong quá trình phim phát sóng, chỉ tính riêng tên Vương Hạc Đệ và nhân vật Ma Tôn Đông Phương Thanh Phương do anh đóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo hơn 100 lần. Có ngày nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Theo thống kê của tin tức Bắc Kinh, sau khi bùng nổ danh tiếng, Vương Hạc Đệ tăng 1,56 triệu fan trong một tuần. Trung bình mỗi ngày lượt người hâm mộ của nam diễn viên tăng thêm 220.000, có ngày chạm ngưỡng 300.000 tài khoản theo dõi mới. Trang tin đánh giá tốc độ tăng trưởng lượng fan như trên là rất hiếm với một diễn viên trẻ trong showbiz Trung Quốc hiện nay. Chưa đầy một tháng lên sóng, Weibo của Vương Hạc Đệ tăng lên hơn 13,45 triệu lượt người yêu thích. Điều này giúp nam diễn viên sinh năm 1998 trở thành một trong những diễn viên trẻ chạm tay là bỏng được săn đón trong ngành giải trí Trung Quốc. Theo Yifeng, trường hợp của Vương Hạc Đệ khá giống với Cung Tuấn, Sơn Hà Lệnh 2021, Lý Hiện, Cá Mực Hầm Mật 2019, Ngô Cẩn Ngôn, Diên Hy Công Lược 2018. Trang Sohu bình chọn Vương Hạc Đệ là chàng trai tháng 8, ngôi sao thành danh bậc nhất mùa phim hè xứ tỷ dân năm 2022. Theo Sina, bìa tạp chí xuất hiện Vương Hạc Đệ cháy hàng tại xứ tỷ dân với hơn 30.000 bản bán ra chỉ sau 10 phút lên kệ. Trước khi khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ như hiện tại, tạp chí mà Vương Hạc Đệ là gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản. Sau khi hoàn thành Thương Lan Quyết, nam nghệ sĩ không có phim mới, anh thất nghiệp hơn 6 tháng qua. Trên Sina, Vương Hạc Đệ chia sẻ choáng trước sự nổi tiếng đột ngột. Anh cho biết trước Thương Lan Quyết, có nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng cảnh bản thân được hàng trăm fan chờ đợi. Đoàn đội của Vương Hạc Đệ bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông, họ phải gấp rút tuyển thêm người để giúp sao trẻ xây dựng thương hiệu cá nhân. Theo Sina, sự nổi tiếng đột ngột cũng khiến Vương Hạc Đệ gặp rắc rối, quá khứ hút thuốc, xăm hình và hẹn hò của anh bị mang ra bàn tán. Tuy nhiên, những tin đồn tiêu cực về đời tư này không khiến sức hút của Vương Hạc Đệ giảm sút.